Bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness của Scotland đã có lời giải đáp. Các nhà khoa học cho rằng quái vật nổi tiếng trong lời đồn có thể chỉ là một con lương lớn. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phân tích ADN tìm thấy trong làng nước băng giá hồ Loch Ness. Kết quả cho thấy không có ADN của động vật lớn như khủng long. Giáo sư Neil Campbell, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, khi một sinh vật di chuyển trong nước, chúng để lại ADN, và các nhà khoa học tìm thấy rất nhiều ADN của lương trong hồ Loch Ness. Lương có thể dài tới 1,8 mét, không loại trừ vài cá thể phát triển tới kích thước cực lớn, khoảng hơn 50% so với bình thường hoặc hơn thế. Giả thuyết quái vật hồ Loch Ness là lương khổng lồ đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ, nhưng giáo sư Camel cũng thừa nhận chưa ai thấy con lương nào lớn vậy. Giáo sư Camo nghiêng về giả thuyết quái vật Hồ Loch Ness đến từ ngoài hành tinh nên không thể phát hiện ADN.